Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Quốc Tuấn. Thì hiện nay cũng là bước sang những ngày đầu tiên của tháng 11 rồi. Thì đặc điểm của tháng 11 này có một ngày rất đặc biệt, đó là ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam. Thì cũng nhân ngày này, VinFast đang và sẽ tri ân những khách hàng đang là giáo viên dạy các trường đại học hay là công lập hay là tất cả toàn bộ trên hệ thống của VinFast nếu mà có nhu cầu mua xe. Thì hôm nay em xin phép được thông báo chính sách và cập nhật giá mới nhất cho dòng xe VF5 và chính sách dành cho giáo viên. Mọi người cùng xem hết video với em nhé. Xin mời. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Sau đây em xin phép được cập nhật thông tin mới nhất của xe VF5 Plus trong tháng 11 này. Thì trong tháng 11 này, nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thì VinFast đã ra một chính sách để tri ân ngày nhà giáo Việt Nam. Và đặc biệt đó là với phiên bản VF5 Plus. Thì sau đây em xin được phép tính giá lăn bánh cũng như thông báo chính sách chi tiết nhất của xe VF5. Thì chính sách trong tháng 11 này thì chính sách tri ân ngày nhà giáo Việt Nam, khách hàng sẽ được giảm giá 3%. Mọi người nhớ nhá, giảm giá trực tiếp 3% giá xe khi mà khách hàng mua xe. Ví dụ khách hàng đang mua xe với giá là 458 triệu bản thuê pin, thì tức là khách hàng sẽ được giảm thêm 3%, 3% sẽ là tương đương với 13 triệu 700. Mọi người nhớ nhá, tức là sẽ được giảm 13 triệu 700, thì tức là giá xe nó còn về khoảng 445 triệu thôi. Giảm 13 triệu. Tiếp theo đó, khách hàng sẽ được miễn phí thuê pin trong vòng 1 năm. Thì như bây giờ thuê pin của xe VF5 đang là 1 triệu 6 một tháng, thì tức là sẽ được giảm tương đương 19 triệu nữa. Như vậy, cả hai chính sách trên thì khách hàng đang được hưởng ưu đãi là lên đến 32 triệu. Tức là còn rẻ hơn cả cọc tiên phong, mà cái thời điểm khách hàng chỉ được giảm 30 triệu và khách hàng vẫn phải đóng tiền thuê pin. Đây, thay vì thế, VinFast sẽ hỗ trợ khách hàng là, nhưng phải điều kiện là phải là hiện tại đang và nghỉ hưu cũng được, đã từng là giáo viên của các trường đại học công lập, dân lập, tất cả trên toàn quốc. Thì giá xe sẽ là 458 triệu, trừ đi 13 triệu thì khách hàng sẽ còn là 445 triệu. Về phần lăn bánh, thì nếu với đối với biển tỉnh thì khách hàng sẽ mất 2 triệu tiền biển cộng với 2 triệu tiền đăng kiểm. Như vậy sẽ là 447 triệu lăn bánh đối với khách hàng ở tỉnh. Còn đối với khách hàng ở thành phố như Hà Nội, khách hàng sẽ mất 20 triệu tiền biển cộng với 2 triệu tiền đăng kiểm. Như vậy giá xe sẽ còn về là 467 triệu. Đấy là khách hàng trả thẳng nhé mọi người nhé, trả thẳng của phiên bản. Còn đối với khách hàng mua trả góp thì khách hàng sẽ vay được tối đa 80%. Nhưng tối đa 80% lại tùy theo thuộc vào hồ sơ của khách hàng nhé mọi người nhé. Nếu mà hồ sơ tín dụng mọi người không đủ điểm cao hoặc là không đủ CIC thì khách hàng sẽ vay không đủ được 80% đâu, nên phải do điều kiện hồ sơ của mỗi khách hàng. Thì nếu mà ở đây em đang tính luôn là khách hàng sẽ vay được tối đa 80%, thì đối đa 80% của xe 458 triệu thì khách hàng sẽ được là còn là vay được, ngân hàng sẽ cho vay là 356 triệu. Được vay là 356 triệu thì tức là đối ứng của khách hàng sẽ còn là 89 triệu. Tức là khách hàng chỉ chuẩn bị 89 triệu thôi là đã có tiền đối ứng của xe rồi. Tiếp đó là để đi đăng ký thì khách hàng ở biển tỉnh vẫn là 2 triệu tiền biển cộng 2 triệu tiền đăng kiểm. Tổng để lăn bánh ở biển tỉnh trả góp, khách hàng chuẩn bị tối thiểu là 93 triệu. Mọi người nhá, 93 triệu. Tiếp đến là đăng ký ở thành phố của Hà Nội là 20 triệu tiền biển cộng 2 triệu tiền đăng kiểm.
Thì vậy là khách hàng sẽ cần chỉ cần chuẩn bị là 111 triệu đối với khách hàng ở thành phố. 111 triệu. Và đặc biệt cái gói ưu đãi mà khách hàng sẽ được hỗ trợ nếu mà là giáo viên sẽ được hỗ trợ là gói lãi suất 7,3% nhé mọi người nhé. 7,3% cố định trong vòng 18 tháng. Và sau 18 tháng khách hàng sẽ được giữ cố định tiếp theo là 8% từ tính từ 18 tháng trước đi. Và tối đa trong vòng 6 năm. Vậy quá rẻ phải không mọi người? Tính ra là mỗi tháng khách hàng mất khoảng 100 triệu, khách hàng vay mất chắc khoảng 500, hơn 500 nghìn tiền lãi thôi. Đấy mọi người nhìn đấy, quá rẻ. Mà tiền đối ứng thì mỗi tháng khách hàng giả cũng không phải là bao nhiêu. Tại vì khách hàng vay được 6 năm mà 6 năm 365 triệu, khách hàng mỗi tháng chỉ mất khoảng tầm 4 triệu thôi. 4 triệu tiền gốc thôi, cộng với tiền lãi các hàng phải chi trả thì loanh quanh mất khoảng tầm hơn 5 triệu là khách hàng đã có sử dụng xe rồi. Lãi suất quá ưu đãi và trọn vẹn cho ngày già giá Việt Nam. Mọi người cảm nhận thế nào? Hãy để lại bình luận giúp em nhé. Xin cảm ơn. Như vậy, qua video vừa rồi mọi người đã nắm được thông tin cũng như chính sách mới nhất của VinFast dành cho ngày 20 tháng 11 này chưa? Mọi người cần thêm thông tin chi tiết gì thì hãy liên hệ theo số hotline bên dưới giúp em nhé. Và đặc biệt, mọi người có nhu cầu mua xe hãy ủng hộ em nhé. Quốc Tuấn, xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp mọi người ở các video tiếp theo. Xin chào.